chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh game mobile hôm nay mình sẽ thông tin đến cho các bạn những cái nội dung cập nhật mới cũng như là những tính năng mới tại server trung quốc ở đầu năm 2020 à, thì mới đây trung quốc đã tung ra một cái bản cập nhật để cập nhật thêm những tính năng mới cũng như là fix một số cái lỗi trong server thì đây các bạn nội dung của bản cập nhật đây nó sẽ có ba phần chính phần đầu tiên các bạn thấy đó chính là nó cập nhật cái hoạt động ném tuyết diễn ra từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 22 tháng 1 À, thì những bạn nào mà chơi cái game võ lâm truyền kỳ này lâu thì chắc chắn các bạn cũng biết cái hoạt động ném tuyết nó như thế nào à, thì chúng ta sẽ chia thành hai đội vào đó các bạn sẽ hóa thân thành người tuyết như thế nào đó rồi chúng ta sẽ có một kỹ năng cơ bản và bên cạnh đó các bạn cũng nhặt thêm những cái kỹ năng khác thì các bạn tấn công người chơi khác thì à, nội dung của hoạt động ném tuyết này nó đã được nâng cấp lên nó đã được chỉnh sửa và nâng cấp lên một cái hình thức chơi khác không giống như cái hoạt động ném tuyết mà các bạn đã từng tham gia trước đây nha các bạn và cái hoạt động này nó sẽ diễn ra ở các khung giờ đó là 13 giờ 30 16 giờ và 20 giờ và chi tiết của cái hoạt động này nó sẽ như thế nào thì mình sẽ có một cái video để mình giới thiệu cũng như là review cho các bạn về cái hoạt động này nói chung là nó đã nâng cấp lên và nó sẽ khác hoàn toàn so với cái hoạt động ném tuyết mà các bạn đã từng tham gia ok mình sẽ nét qua cái hoạt động này nha các bạn mình sẽ có cái video riêng cho hoạt động này một cái nội dung tiếp theo ở cái mục số 2 đó chính là nó mở Một cái tính năng mới dành cho những anh em nào mà chơi cài cuốc các bạn Cái này nó sẽ phù hợp cho những bạn cài cuốc Đó là một cái hoạt động Một cái bản đồ săn bắt riêng ở Đây là bản đồ săn bắt luôn các bạn ạ à. Thì mình sẽ tí nữa mình sẽ vào cái bản đồ này mình sẽ cho các bạn như thế nào xem như thế nào Rồi cái mục số 3 là nó sẽ chính thức mở cái hoạt động đạt ma động Với cái con đồng hành đạt ma vào ngày 8 tháng 1 các bạn ạ. À. Thì cái hoạt động đạt ma động này nó sẽ mở cho những server nào đã mở giới hạn mươi 159 và chỉ có năm ban hội thuộc top server thì mới được vào cái bản đồ này ở cái khung giờ này nha các bạn. Đó là từ 22 giờ cho đến 22 giờ 30 và khi mở cái hoạt động đạt ma động này thì nó sẽ đóng cái hoạt động đó là danh tướng trong server của các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái hoạt động thứ hai cho các bạn xem nha. Đây là một cái tính năng mới. Và tính năng này là một tính năng nó sẽ chuyển các bạn đến một cái bản đồ để săn bắt và hoạt động săn bắt. Nó có lợi ích gì cho dân cày cuốc chúng ta? Thì mình sẽ nói về cái tác dụng của cái hoạt động săn bắt này. Đó là khi các bạn tham gia hoạt động săn bắt, các bạn sẽ được những vật phẩm, sau đó các bạn về chế biến, chế biến tại gia viên của mình thì cái thành phẩm của những cái vật phẩm các bạn chế biến xong các bạn sẽ dùng để tăng cái kinh nghiệm cho những con môn khách của mình thì đây là một hoạt động nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà chơi cài cuốc tại vì cái hoạt động săn bắt này nó tương đối là khó thao tác à, thích hợp cho những bạn chơi cài cuốc để chúng ta kiếm thêm những cái kinh nghiệm để tăng sao cho những con môn khách của mình thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái thiết bị điện thoại để mình vào mình trải nghiệm cái hoạt động này nha các bạn tại vì cái hoạt động này chúng ta chơi trên cái giả lập thì nó sẽ rất là khó khăn bây giờ mình sẽ chuyển qua thiết bị điện thoại đây Mỗi ngày thì các bạn sẽ có hai lần để vào cái bản đồ săn bắt này và cứ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ có thời gian ở trong bản đồ đó là 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ vào bản đồ cho các bạn xem. Đây chính là cái bản đồ săn bắt và các bạn thấy mình có thời gian 10 phút. Thì ở đây nó sẽ có những cái mũi tên các bạn. Những cái mũi tên này thì phẩm chất sẽ khác nhau. Cái cùi nhất chính là cái màu xanh lá cây mình đang kích đây các bạn. Tiếp đến là cái mũi tên ở giữa và cái mũi tên ở cuối cùng có màu đỏ các bạn là mũi tên rất là lợi hại thì cái này các bạn có thể mua ở trong cái shop khi các bạn à, dùng hết cái này nó tiêu tốn vàng thì các bạn cũng khoảng vài chục vàng thì trong bản đồ này nó sẽ có những con gà à, những con trâu để cho chúng ta săn bắt tùy theo cái con gì các bạn sử dụng cái mũi tên khác nhau nha à, tại vì ví dụ các bạn bắn con trâu mà các bạn sử dụng cái mũi tên màu xanh này thì chỉ một lần bắn thì nó không chết được mà sau khi bị bắn nó sẽ chạy đi Ví dụ bây giờ mình sẽ bắn con gà trước nha các bạn Mình sẽ canh Cái này thì sẽ hơi khó canh Tại vì chúng ta sẽ dùng cái nút di chuyển bên này Để di chuyển cái đường ngắm của chúng ta Đây các bạn thấy không Nó rất là khó canh Và con con vật thì nó lại không có đứng yên một chỗ Nó cứ cà uh, cả nhúng cả nhảy Và nó di chuyển liên tục Bây giờ mình sẽ cố gắng nhắm vào cái con gà này Với lại một số con vật nó cũng khôn lắm các bạn Nó sẽ đứng ở sau tặng đá Đó. Nó chơi rất là xấu mình đây rồi mình thấy mình ngắm là được rồi đó chắc chưa xuống xuống tí nữa các bạn ạ rất khó rất khó để ngắm thật sự rất khó để ngắm thì à, trong thời gian 10 phút này mình ngắm được một con vật là rất cực khổ nó hụt a à, trúng con gà rồi à, bắt được một con gà à, đợt này sao nó cho trâu ít quá kìa có một con trâu nữa các bạn hai con trâu bây giờ mình sẽ dùng cái mũi tên ở giữa để mình bắn trâu cho các bạn xem nha một tí nữa mình sẽ vào gia viên mình sẽ chế biến à, những cái nguyên liệu mình săn bắt được cho các bạn xem trời ơi khó canh quá chắc là được rồi nhỉ rồi lại bị dưỡng mình sẽ ban canh cái con trâu bên này ai ok bắn hụt rồi các bạn hụt rồi hụt rồi sao lại hụt ta à đây có một con gần nè. đây chết con gà mà lại không chết con trâu hai à, con này con heo rừng nó chết một con heo rừng ôi tầm bậy rồi cái mũi tên mình cảm thấy nhắm ngay nó mà cứ nó lao từ trên xuống nhỉ ai chết một con như vậy chúng ta phải nhắm à, nó hơi sát dưới chân của con vật một tí thì cái tỷ lệ trúng nó sẽ cao hơn Đấy này Chết một con nữa Cũng tương đối dễ dàng đúng không các bạn Cũng không đến nỗi khó lắm Tại vì hôm qua mình trải nghiệm cái hoạt động này Đúng lý là mình đã ra video cho các bạn ngày hôm qua Nhưng mà mình sử dụng đến hai lần Do đó nó không cho mình vào bên trong nữa Rất là phải chờ đến ngày hôm nay Để mình làm cái review lại cho các bạn xem Rồi bây giờ mình sẽ thoát khỏi bản đồ Mặc dù thời gian trong bản đồ mình chưa hết Bây giờ mình sẽ thoát ra thôi mình sẽ thử dùng hết cái mũi tên mình sẽ bấm vào cái shop cho các bạn xem nha mình sẽ dùng cái mũi tên màu đỏ này hồi hụt rồi cái này mình phải re game sát chân một tí thì nó sẽ trúng rồi khi hết đó các bạn à, kích vào cái mũi tên này nè ở bên này nè các bạn nó sẽ hiện ra một cái phần để các bạn chuyển đến cái shop chúng ta mua đây bên này thì nó có sẽ có những vật phẩm câu cá ví dụ con zun là rong rồi cái trái cây gì đó ngoài ra nó còn có những cái mũi tên này Bên cái tab bên này chúng ta sẽ có một số cái nguyên vật liệu ví dụ như là bột à bột gì đó rồi nói chung là những cái vật phẩm để các bạn sẽ chế biến trong gia viên. Bây giờ thì mình sẽ vào gia viên, mình sẽ thoát ra mình sẽ vào gia viên để mình chế biến cho các bạn xem. Trong gia viên bây giờ nó bố trí sẵn cho mình một cái bếp luôn các bạn ạ, à, một cái bếp và mình đang đặt ở giữa cái nhà của mình đây đây là cái bếp của mình các bạn kích vào đây các bạn sẽ ở đây nó có nhiều loại món ăn và mỗi món ăn thì nó sẽ có phẩm chất khác nhau nha các bạn thì mình sẽ chế cái cơ bản đầu tiên mình sẽ bỏ nguyên vật liệu vào các bạn cứ bỏ những nó sẽ có yêu cầu những cái món cần thiết ở đây thì thường là khoảng vài vật phẩm Đó, ở đây nó có cuốn sách nấu ăn nha các bạn rồi thì bây giờ các bạn xong các bạn bấm cái nút màu cam cam bên này nó sẽ chế biến món ăn rồi mình sẽ thử chế biến một cái món cái bên như các bạn nãy mình mua cũng hơi nhiều đồ đây đó cá thì mình câu trong cái hoạt động câu cá rồi mình sẽ chế biến cái này món ăn nó sẽ có những phẩm chất khác nhau tùy theo cái cách các bạn bỏ nguyên liệu vào để chế cái này thì mình chưa biết là nó sẽ chế theo công thức như thế nào thì mình chưa rõ thì các bạn thấy là sau khi chế xong chúng ta được một cái gì đây một cái à, cái này cái gì thì mình chưa biết cái tên nha các bạn đó thì mình được hai cái thành phẩm này và bây giờ các bạn thấy các bạn dùng cái thành phẩm này để tăng cái kinh nghiệm cho môn khách của mình đây các bạn đó thì hiện tại cái thành phẩm loại sơ này mình chế thì cứ mỗi một cái tăng được một cái độ thân mật thì nó cũng tương đối là ít đúng không các bạn nhưng mà mình không rõ là cái thành phẩm à khi chế ở trên này mình sẽ thử coi có cái nguyên vật liệu nào mà có thể áp dụng được cái này hay không nha mình thử đây là một cái miếng thịt heo lúc nãy vừa săn bắt được con heo đó một cái thành phẩm gì đó mình thấy nó cũng rất là bắt mắt ở đây rồi mình sẽ thử xem cái thành phẩm này nó là cái gì và nó tăng như thế nào đây các bạn à cái này ăn vào người và nó tăng cái gì ta Thật sự thì uh, chưa rõ là cái đó nó tăng cho mình cái gì luôn Đây nó có một cái Rồi đây là một cái thành phẩm nó sẽ tăng uh, cho các bạn một cái thuộc tính uh, để các bạn tham gia hoạt động mỗi ngày Như vậy là với cái vật phẩm mình vừa ăn đây các bạn Thì cái này nó sẽ tăng cho nhân vật của mình kháng kim là 148 điểm và nó duy trì trong 8 giờ các bạn ạ Như vậy thì... Uh, ở cái gia viên này khi các bạn chế tạo nó sẽ có rất là nhiều thứ ở trong này và mỗi thứ này nó sẽ tăng à, một cái khác nhau mình sẽ thử chế tạo luôn cái bên này nha các bạn à, ở này mình sẽ bỏ bột ra mình sẽ dùng thịt heo rồi rượu bột gà nữa thịt heo tiếp không cho nó còn thiếu cái gì đó thiếu một nguyên liệu gì đó nữa nó phải yêu cầu mình sẽ thử chế như thế này xem là cái này ăn vào nó sẽ được cái gì rồi, cái này mình nghĩ nó sẽ tăng kinh nghiệm cho... Rồi, đúng rồi các bạn, nó sẽ tăng thân mật cho con muôn khách của mình. Thì cái này mình chắc chắn là nó sẽ còn nhiều cái món khác và mình chế thêm một cái công thức nào đó để được những cái vật phẩm à, rất là có giá trị cho các bạn. Đây, nó có công thức nè các bạn. ok đó là những gì về cái hoạt động săn bắt và chế biến món ăn sau khi săn bắt mình muốn chia sẻ đến cho các bạn thì uh, hy vọng cái hoạt động này về việt nam thì nó sẽ hỗ trợ cho dân cài của mình nhiều mặc dù các bạn tốn vàng cũng kha khá một mũi tên như vậy chúng ta cũng tốn mấy chục vàng mà các bạn tăng à, săn bắt được về các bạn chỉ tăng được có một kinh nghiệm cho con môn khách của mình thì cái này nó có khả thi hay không so với việc các bạn chiêu mộ môn khách để kiếm vật phẩm tăng kinh nghiệm thì cái này nó sẽ là một cái bài toán để chúng ta tính toán lại và cân nhắc hiệu quả xem là cái nào nó lợi hơn thì chúng ta sẽ sử dụng nói chung thì nó cũng ra được một tính năng mới để các bạn có thể à, có thi một tính năng để các bạn trải nghiệm trong game ok video của mình đến đây là hết thì nếu cảm thấy thích video này các bạn hãy cho mình xin một like một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn